Rồi xong rồi các bạn ơi, heo mình chưa tới ngày đẻ nữa là đẻ luôn rồi nè các bạn, chưa lùa lên nữa, đang dội chuồng nè, chưa xong nữa, giờ đẻ luôn rồi. Buổi sáng hôm nay các bạn mình dội chuồng mới có được chút xíu à, chưa xong nữa, thì con heo nó đẻ rồi, thì bây giờ mình sẽ lùa nó lên rồi mình rửa sàn nó, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn chờ mình tí xíu để mình rửa chuồng đi rồi mình quay rõ hơn cho các bạn xem. Rồi đây nè các bạn, con heo mình mới vừa lên luôn nè. Rồi bây giờ mình rửa sàn cho nó lại, để cho nó đẻ luôn, không dài mà heo mình kẹt chuồng các bạn ơi. Đó, heo mình nhóc hết trơn, bây giờ kẹt chuồng nè, chưa có ô để xuống nữa, đợi sức mấy con thịt bên đó thì mới cho nó xuống được nha các bạn. Rồi bây giờ quay trở lại với con nái mình nha các bạn. Nãy giờ là khoảng gần một tiếng mà nó chưa đẻ nữa các bạn ơi, nó đứng lên nằm xuống. Nãy giờ mình cũng đã rửa chuồng xong rồi nè, sạch rồi nè. Đó, ok hết nha. Con nái con đây nái tơ mà các bạn coi bụng nó nè. Đó, cỡ này nè, còn này con nái gà nè, cái bụng có chút xíu cái gì đó. Nái này chắc được vài con thôi. Đây con đầu tiên nè các bạn. Rồi đợi một tí nữa thì nó đẻ thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Chuồng mình bây giờ là chặt chuồng rồi, không có ô luôn. Đây, heo mình vừa đẻ ra con thứ hai nè các bạn. Rồi để kéo con này các bạn ơi, sụp chân rồi. Đây cập nhật tình hình con thứ hai cho các bạn nè. Nãy giờ là hơn một tiếng rồi nó mới ra con này đó các bạn. Các bạn thấy không, nền khô hết trơn luôn nè. Rồi thả con thứ nhất ra, con thứ nhất chưa bú nữa. Rồi nó nằm xuống đâu tính lâu là cho con thứ nhất bú, ai ngờ nó nằm xuống cái nó đẻ liền con thứ hai nha. Bụng này to đó các bạn. Cái này con này là con tơ nha, lứa đò, lứa đầu tiên, lứa so. Rồi mình tí nữa mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Con heo này á, thì mình đoán là khả năng là nó sinh lâu rồi các bạn. Ở đây là mình có một số bóng đèn nè, mình quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Các bạn thấy giá cả hợp lý thì mình chia cho các bạn xài nha. Trong thời gian chờ con đẻ kế tiếp các bạn, mình giới thiệu với các bạn bóng đèn nha. Các bạn nào cần thì mình chia lại cho các bạn xài. Hiện tại là mình đang có cái nguồn bóng đèn rẻ nè các bạn. Hiện tại là đây là dòng 220V và 200W nha các bạn. Có nhiều watt lắm nhưng mà chủ yếu là mình xài 200W các bạn. Một bóng là chỉ 40.000 thôi, 10 bóng là bao ship nha các bạn, còn lẻ là không có bao ship nha. Đó, 200W thì bóng đèn nó sáng vậy nè, ban đêm á thì mới sáng thấy rõ được các bạn. Để hôm nào heo để buổi tối đi, mình quay cập nhật cho các bạn xem. Rồi heo mình mới vừa ra con thứ ba nè các bạn. Con này là can thiệp mới ra đó các bạn ơi. Nó ra tới chỗ này nè, là hai cái giò nó co về trước á, là nó không chịu ra. Rồi mình kéo hai cái giò sau cho nó thẳng về chung với cái đuôi á thì nó mới được. Nó ngộp thở rồi. Rồi con thứ ba ra xong con thứ tư ra luôn nè các bạn. Vừa cứu con thứ ba là con thứ tư nó ra luôn nè. Một tí nữa là chắc nó ra nữa đó. Cái con này là nãy giờ gần một tiếng rưỡi là nó không ra các bạn. Can thiệp móc nó mới ra đó. Bụng nó vẫn còn đội nha. Con này khả năng là mình đoán là tầm chắc 12 con các bạn. Rồi để mình lau chùi con thứ tư này đi để coi con nào nó ra kế hay không nha. Con thứ tư ra xong là nó ngồi dị luôn các bạn. Bây giờ nó nằm xuống rồi đó. Đây quay cho các bạn xem nè, con thứ tư luôn nha. Đó, trong sọt hiện tại là có 4 con rồi đó. Con này với con này là ra sau nè. Hai con bên hông này là ra trước nè. Rồi đây mình cập nhật các bạn xem con thứ năm nè. Xương chậu nó thì hơi hẹp nhưng mà đẻ thì mình thấy là nó cũng dễ đẻ nha các bạn. Nhưng mà nó nằm ở xương chậu rất là lâu nha. Thường thường là mình đợi khoảng hơn nửa tiếng thì mình sẽ can thiệp cho nó. Mấy con đầu á là mình cứ để cho đẻ tự nhiên mà tới xương chậu nó kẹt nó lâu quá các bạn. Nửa ngày rồi mới có 5 con à. Trong đây 4 con nè, để mình đổ con thứ 5 vô. Con này quay cho các bạn xem mà không kịp, nó ra trước khi cầm điện thoại luôn. Rồi được 5 con rồi, để chờ kết quả 1 tiếng nữa coi các bạn. Nãy giờ chưa có con nào ra để quay cho các bạn xem trực tiếp hết trơn á. Rồi đây là tiếp tục con thứ 6 nè các bạn, con thứ 6 tự đẻ luôn. Hay tha tay tha ra vô chơi rồi nè, tính đưa vô can thiệp rồi đó, nãy giờ lâu lắm rồi đó. Và lại là đẻ xong luôn rồi, để kéo con này ra đi coi còn con nào kế tiếp nữa hay không. Heo mình đẻ là tương đối là con nó cũng to đó các bạn. Bây giờ mình đưa tay vô mình kiểm tra coi con nào nó ra gần tới nữa xong mình kéo ra luôn nha các bạn. Bụng nó vẫn còn đội nha, các bạn nhìn nè. Đó, chính giữa bụng nó đội nha. Rồi, con thứ 7 chuẩn bị ra luôn các bạn ơi, ra luôn nha. Con này là mình kéo ra đó các bạn, để mình chùi nó. Rồi đây hai con này các bạn, con thứ 6 và con thứ 7 nha. Con nào cũng kéo, có con thứ 6 là nó ra tự nhiên, rồi con thứ 7 là mình kéo nó ra đó các bạn, nó nằm sâu trong bụng á, sẵn tay là mình kéo nó ra luôn. Đây
Rồi để mình nhốt hai con nó vô, cho 5 con này ra bú trước luôn các bạn. Bụng vẫn còn đội, con này là 10 con, 12 con là khỏe nha. Heo tơ nha, 12 con là ok nha. Ở đây hai con mới đẻ, con thứ 6, con thứ 7 nè các bạn. Rồi 5 con trong đây là mình đã thả nó ra để cho nó bú nè. Bụng nó còn đội lắm các bạn, đội nhiều lắm. 7 con rồi, 12 con này mình đoán là tầm 12 con là khỏe nha. Các bạn chờ đến kết quả cuối cùng xem là được bao nhiêu con nha. Mấy bầy bên đây ăn no rồi, phá quá trời luôn nè. Rồi bầy bên đây, các bạn thấy không, bầy bên đây heo nhỏ nó chật rồi. Mà cái con bự này nè, đó, con bự này là bầy bên đây nè. Chiên da hai con là chiên da là nó thoát qua bên đây nó nằm không, chật rồi còn thêm chật nữa. Đợi bán heo thịt xong đi rồi mình đưa nó xuống. Giá heo thịt chỗ mình hiện tại là 60 các bạn, còn 20 con nữa. Rồi con nái này là nó bị bạc chân luôn rồi các bạn ơi, không điều trị được là mình sẽ lội nó luôn nha. Nái này là lứa thứ 5 rồi, cũng già rồi, lội là cũng được rồi. Rồi một tí nữa thì nó đẻ thì mình cập nhật thêm, nó muốn cũng muốn gặn nữa rồi đó. Rồi cập nhật cho các bạn xem con thứ 8 mới ra nữa các bạn. Ra nó dễ đạch 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 á, nó tính đi rồi đó, mình mới kéo nó về đó các bạn. Con thứ 8 nha, hơi ốm nhô xương sống. Con này là dinh dưỡng không đủ bằng những con này nha. Rồi bây giờ mình buộc gúng rồi mình cắt gúng, rồi mình đưa vô sọt ấm nha. Mới kéo nó về nó khỏe rồi nè. À các bạn lưu ý á, các bạn cắt gúng á thì các bạn đo ra khoảng chừng 2cm vậy đó. Các bạn lấy dây chỉ bao cám cũng được. Các bạn cứ buộc gút siết cứng lại, rồi các bạn cắt gúng nó, cái phần mà chưa buộc á, cái phần từ buộc vô trong gúng là chừa lại nha. Còn cái phần mà từ chỉ buộc ra ngoài á là các bạn cắt khoảng chừng 1cm. Rồi các bạn cắt xong rồi các bạn bỏ vô sọt thôi. Nhầm con á thì nó hơi ra máu nhẹ thì bình thường các bạn. Còn mà nhầm con mà các bạn cắt xong á mà nó bún máu bún xịt xịt á là do cái gúng của nó còn máu nhiều á, các bạn buộc không chắc á thì nó máu nó xịt xịt nha. Các bạn buộc thêm cho nó để nó mất máu, nó xịt phúng như hoài á là con heo nó giống như nó bị mất nhiệt vậy đó, nó tái trắng, nó sẽ yếu á. Không phải là con nhỏ nó mới bị đâu, con mập bự vẫn bị nha. Các bạn gặp trường hợp đó thì các bạn buộc cúng lại, buộc siết lại, đừng cho máu nó phúng nữa. Nó phúng là nó bị sốc nhiệt á là khả năng là nó bị hao luôn á, nó yếu từ từ á. Theo con thứ 9 chuẩn bị ra nè các bạn. Con thứ 9 là tự đẻ luôn nha. Đợi nãy giờ là mình đợi cho nó tự đẻ để mình quay nha, cho các bạn xem đó. Rồi con thứ 9 ra luôn các bạn ơi, để lau chùi các bạn ơi. Đây là hình ảnh con thứ 9 nè. Để cho vô với 4 con này, lát cho nó bú sau các bạn. Còn 5 con ở ngoài này á, thì cho nó bú trước đi nha. Tí nữa là mình nhốt lại, nó bú cũng gần no đó. Nãy giờ là bú lâu lắm rồi, tới chiều luôn các bạn. Bây giờ là 2 giờ mấy luôn rồi, mà mới đẻ có 9 con à. Tiếp luôn các bạn ơi, mới vừa rửa tay xong là con thứ 10 ra nè. Ok nha các bạn, con thứ 10 này mạnh khỏe nha. Mới vừa quay lại là thấy nó rồi. Đó, quay sơ các bạn nha. Rồi để cho con thứ 10 này vô sọt luôn. Con thứ 10 này vô sọt khoảng chừng 5 phút là nhốt 5 con này lại, thả 5 con trong sọt ra. Rồi những con đẻ sau nữa thì tính sau nha các bạn. Con heo mình đẻ 10 con mà mình chưa chích mũi oxytocin nào hết trơn các bạn. Bây giờ thì 5 phút nữa mà nó chưa ra thì mình sẽ chích cho nó 3C oxytocin nha. Các bạn lưu ý nha, heo của các bạn mới ban đầu nó đẻ được tự nhiên, nó còn sức. Các bạn cứ để cho đẻ tự nhiên đi, các bạn đừng có gấp chích nha. Nhiều khi á, là cái con nào nó kẹt lại nó không ra được. Nhưng mà các bạn còn mới nữa, các bạn không biết xử lý nữa thì nó những con sau nó tống ra. Một là nó sẽ ngợp nguyên một giây luôn. Hai là đẻ ra là nó sẽ yếu. Yếu thì các bạn chăm không được thì nó cũng hao nha. Nên các bạn thường đẻ xong á là từ 7 đến 10 con thì các bạn hãy tiêm, các bạn đừng có gấp tiêm sớm. Các bạn cứ để cho đẻ bình thường đi. Giờ các bạn gấp chích cho nó đẻ nhanh xong rồi sớm. Nhanh hơn thì các bạn cũng đi ra đi vô coi nha. Các bạn ngồi đó các bạn canh đi mà heo các bạn an toàn nha. 3C là đủ tác dụng nha các bạn. Thì heo mà khi đẻ xong á thì các bạn sẽ chích oxytocin sẽ 5 ngày liên tục, ngày đầu 5C, 4 ngày còn lại 3C. Amoc là tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Nếu mà trường hợp can thiệp á, thì oxytocin là tiêm 5C, 5 ngày liên tục. Amoc tiêm 4 đến 5 mũi nha. Bây giờ chắc mình chích thuốc cho nó luôn đi, 3C oxytocin để hỗ trợ đi. Hồi sáng giờ thì nó cũng mệt rồi đó. Rồi đây nè các bạn ơi, vừa chích thuốc vừa chạy xuống luôn, nó giật mình, nó đẻ cả hai con một lượt luôn nè. Rồi hiện tại heo mình được 12 con rồi đó. Mới xuống á, là nó mới đẻ con này thôi. Mình nhảy xuống đây cái nữa, mình nhảy xuống dưới đất này nè, là nó phóng ra con này nữa, là hai con liên tục luôn. Mới chích thuốc luôn, chưa có tác dụng gì hết trơn á. Rồi đợi cập nhật thêm nha các bạn. Vẫn còn đội, vẫn còn con nha. 12 con rồi vẫn còn con nha, vẫn còn bụng đội nha. Rồi sắp đến khúc cuối, càng cay cấn rồi các bạn. Sắp hết clip rồi đó. Nhưng mà bụng vẫn còn đội, đang hồi hộp là không biết được bao nhiêu con. Nếu mà còn nữa thì khoảng 14 con quá.
Rồi heo mình tiếp tục gặn ra con thứ 13 nè các bạn. Mình thấy nó chuẩn bị gặn rồi đó. Rồi quay cận cảnh luôn, ra con 13 luôn nè. Rồi gặn đi, ra nè. Rồi ra luôn các bạn ơi, ra chân trước kìa các bạn ơi. Đó, con thứ 13 này nha các bạn. Ok nha. Rồi các bạn có xài bóng ấm á, thì giá cả hợp lý thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Zalo là trên góc màn hình nè các bạn. Đây nè. Các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình đi. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi tiếp theo cập nhật tình hình nè các bạn. Mới vừa ra con thứ 14 luôn các bạn ơi. Đó, con thứ 14 vừa ra luôn nè. Dây cũng còn luôn nè các bạn nhìn thấy không? Đó, dây cũng còn luôn nha. 14 con rồi. Rồi bây giờ nhốt con này lại, nhốt 5 con này lại các bạn ơi, để chừa sữa để cho những cái con sau nó bú các bạn ơi, để nó bú hết luôn à. Rồi ở đây cập nhật tình hình lại cho các bạn xem heo mình thải 14 con nha. 1 2 3 4 5 6, 6 con, 5 con cũ với 1 con mới đẻ. Rồi 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đó, hiện tại là được 14 con các bạn. Rồi mấy con heo bên đây á là mình cho ăn cử chiều rồi nè. Con bự đó, đuổi nó là nó chạy về bả nè. Nó qua bên đây á. Các bạn nhìn nó phóng nè. Đó các bạn thấy chưa? Nó không có mình ở đây á là bắt đầu là nó nhảy qua, nó nằm chung với những con nhỏ này nè, nó ăn hết thức ăn những con nhỏ này luôn. Thức ăn của nó bên đây á còn mà nó không chịu ăn, mà nó nhảy qua đó nó nằm nó chơi với mấy con nhỏ không à. Rồi ở khu vực phía sau này á là mình đang nông thêm để mình nuôi nè các bạn. Đó bây giờ mới lên mấy cái cột à. Khi nào xong đi mình quay cho các bạn xem nha. Rồi cập nhật tình hình thêm cho các bạn nè. Tiếp theo là con thứ 15 luôn nè các bạn ơi. Ra một ít nhau luôn. Đây là con thứ 15 nha. Bên đây là 9 con nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trên đó là 9 con. 9 con với 1 con mới đẻ là 10 con. Trong sọt là 5 con là 15 con. Heo tơ mà đẻ quá trời luôn các bạn ơi. Heo tơ mà heo 3 máu nữa chứ không phải là 2 máu đâu. Con này là 2 máu. Con này là 3 máu. Con của con 2 máu. Con của đời hết á. Mẹ nó là đời hết á. Bây giờ quay trở lại với con nái của mình á, là chắc nó đẻ xong rồi các bạn. Bây giờ nó ra được 3 chùm nhau rồi, chưa ra hết nhau nha. Hiện tại là nó sanh được 15 con các bạn. Rồi bây giờ để mình kiểm heo với các bạn nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đó, tổng đàn của mình hiện tại là được 15 con nha. Nái tơ xanh lứa đầu tiên. Nái của mình là cho nó là hai lứa nha các bạn. Lứa thứ nhất và lứa thứ hai là mỗi lứa là trong hai lứa đó là phải đạt là 12 con nha. Nếu mà 11 con thì mình cũng vẫn lội nha. Còn con nào là đạt rồi mà lứa thứ ba, lứa tư sinh ít cũng vẫn để lại nha. Còn mà hai lứa đầu mà không đạt là vẫn lội nha. Bên đây đó là con nái gà nè. Con này hiện tại là lứa thứ năm rồi nè các bạn. Mà lứa này là cái bụng nó nhỏ nhưng mà không biết nhiêu con. Mình mong là chừng 8 con cũng được à, quỳ vốn thôi. Con bên đây 15 con bù qua nha. Rồi các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nha.